Hello, thì bây giờ đêm là sửa chữa xong cái gọng kính Gentle Monster lăng này thôi ha. Thì cái cảm quan chúng ta nhìn bên ngoài nè, rất là bóng đẹp ha. Ở bên ngoài mình sẽ không cảm giác được đây là một cái kính chúng ta đã qua sửa chữa nha. Tại vì những cái chốt hàng thì nó ở bên trong, thì chúng ta nhìn đây, một cái cây mà Liêm đã sửa chữa lại cho khách hàng ha. Rất là đẹp, rất là đúng theo kỹ thuật nha mọi người. Mọi người thấy không? Vẫn giữ được sự bóng đẹp của cái kính nha. Chúng ta sẽ cái dòng kính này nhiều lúc nó không chỉ về giá trị mà nó còn thuộc về những kỷ niệm mà chúng ta được lưu giữ, nên Liêm cố gắng phục hồi lại được bao nhiêu thì Liêm sẽ cố gắng Liêm làm. Tất nhiên là không thể 100% đẹp như ban đầu được rồi, nhưng mà ít nhất cũng được, ít nhất là chúng ta vẫn có thể sử dụng lại được cái kính ha, chúng ta yêu thích. Cái thứ hai là chúng ta vẫn giữ được 85 tới 90% cái độ mới của cái kính này, thì rất là hoàn hảo rồi ha. Rồi, thì Liêm cố gắng giúp được cho khách hàng như thế nào thì Liêm sẽ cố gắng giúp thôi. Rồi, em xin chào tạm biệt quý khách nha.